giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Julie Nguyễn bất ngờ có động thái lạ giữa ông Ào khiến ai cũng ngỡ ngàng. Những ngày gần đây, thông tin đường dây đi khách của người mẫu nam Lục Triều Vĩ bị bắt đã chiếm sóng hết các diễn đàn. Theo đó, công chúng hoang mang hơn khi những người trong cuộc không gói gọn là những người mẫu còn có những cô nàng mang danh hoa hậu, á hậu, các danh hiệu đạt được ở nước ngoài. Cụ thể, được đưa tin vào chiều ngày 12 tháng 7, ngoài Lục Triều Vĩ thì còn một người đẹp Việt có danh hiệu ở nước ngoài cũng bị bắt khi hành nghề nhạy cảm. Ngay lúc này, cộng đồng mạng đã liên tục gọi tên Jolie Nguyễn, cô nàng được mệnh danh là Rich Kid từ trước đến nay. Vào tối khuya hôm qua, bỗng dưng trang cá nhân của người đẹp đã thay sang màu đen khiến nhiều người lo lắng. Chưa dừng lại ở lại, story cũng được đăng tải hình ảnh xinh đẹp, đổi vương miện nhưng màu đen, đi kèm với dòng chữ RIP và có cả ngày tháng 7 năm 2020. Những chi tiết này càng làm khán giả hoang mang, liệu rằng cô có đang suy nghĩ tiêu cực quá mức và có hành động tổn hại bản thân hay không? Ngay khi thông tin đường dây làm nghề nhạy cảm đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, thì cái tên Jolie Nguyễn cũng bị công kích. Ngay lúc này cô giữ động thái im lặng. Tuy nhiên 2 ngày sau thì người đẹp đã chính thức cho hay mình sẽ nhờ cậy luật sư làm việc với những thông tin không đúng. Cảm ơn các báo chí đã quan tâm đến Jolie, nhưng mong các anh chị báo chí đưa tin có xác thực rõ ràng, tránh đưa tin chưa rõ sự thật. Luật sư riêng của Jolie sẽ làm việc với các báo và đăng tải thông tin. Dù điều gì xảy ra đi chăng nữa thì công chúng vẫn mong Jolie sẽ giữ được bình tĩnh, sự tỉnh táo để đối diện và không có những cái kết xảy ra ngoài mong muốn. Từ trước đến nay, nhiều khán giả tò mò không biết rằng cô luôn xuất hiện như thế nào, công việc thu nhập ra sao để có thể chi trả cho cuộc sống toàn hàng hiệu và sang chảnh. Nói đến vấn đề này, Jolie Nguyễn khẳng định mình có thể tự lo cho chính mình, không vướng đến chuyện tình cảm chân dài đại gia. Một tháng tôi quy định bản thân chỉ tiêu từ 200 đến 300 triệu đồng, nhưng chưa lúc nào thực hiện được và con số có thể lên đến 500 triệu. Tôi dành nhiều tiền để mua sắm và chăm chút cho bản thân. Tôi tự kiếm tiền và có thể chăm lo cho chính bản thân của mình được. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.